Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 6. Con trai của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Merari. Con trai của Kê-hát là Amram, Yit-sê-ba, Hebron và U-si-en. Con trai của Amram là Aaron, Môi-se và Miriam. Con trai của Aaron là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithama. Eleasa sanh Phinea, Phinea sanh Abishua, Abishua sanh Buki, Buki sanh Uzi, Uzi sanh Serahia, Serahia sanh Merayot, Merayot sanh Amaria, Amaria sanh Ahitub, Ahitub sanh Sadok, Sadok sanh Ahimaat, Ahimaat sanh Asaria, Asaria sanh Yohanan. Yohanan sanh Asaria là kẻ làm chức tế lễ trong đền vua Salomon đã xây ở thành Jerusalem. Asaria sanh Amaria, Amaria sanh Ahitub, Ahitub sanh Sadok, Sadok sanh Shalum, Shalum sanh Hinkia, Hinkia sanh Asaria, Asaria sanh Seraya, Seraya sanh Jehosadak. Jehosadak bị bắt làm phu tù khi Đức Giê-hô-va dùng tay Nebuchadnezzar mà bắt dẫn dân Giu-đa và Jerusalem đi. Con trai của Lê-vi là Gẹt-sôn, Kê-hát và Merari. Đây là những tên của các con trai Gẹt-sôn, Lip-ni và Shimei. Con trai của Kê-hát là Amram, Yit-sê-ba, Hebron và U-si-en. Con trai của Merari là Mát-li và Mu-si. Ấy là các họ hàng người Lê-vi theo tông tộc mình. Con trai của Gẹt-sôn là Lip-ni. Con trai của Lip-ni là Gia-hát. Con trai của Gia-hát là Sim-ma. Con trai Sim-ma là Yo-a. Con trai Yo-a là Ido. Con trai Ido là Sera. Con trai Sera là Dê-a-trai. Con trai của Kê-hát là Aminadab. Con trai của Aminadab là Cô-rê. Con trai của Cô-rê là Ác-si. Con trai của Ác-si là En-ca-na. Con trai của En-ca-na là Ebi-a-sáp. Con trai của Ebi-a-sáp là Ác-si. Con trai của Ác-si là Ta-hát. Con trai của Ta-hát là U-ri-en. Con trai của U-ri-en là U-si-ya. Con trai của U-si-ya là Sao-lơ. Con trai của En-ca-na là Amasai và Ahimot. Con trai của En-ca-na là Sô-phai. Con trai của Sô-phai là Na-hát. Con trai của Na-hát là Eliab. Con trai của Eliab là Jeroham. Con trai của Jeroham là En-ca-na. Các con trai của Samuel là: con trưởng nam là Va-sê-ni, con thứ hai Abia. Con trai của Merari là Mát-li. Con trai của Mát-li là Lip-ni. Con trai của Lip-ni là Shimei. Con trai của Shimei là U-sa. Con trai của U-sa là Shimea. Con trai của Shimea là Hagia. Con trai của Hagia là Asaya. Sau khi hòm giao ước đã để yên rồi, vua David có đặt những kẻ để coi sóc việc hát sướng trong đền Đức Giê-hô-va. Chúng hầu việc trước đền tạm về việc hát sướng cho đến khi vua Sa-lô-môn xây xong đền thờ của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem. Ai nấy đều theo ban thứ mình mà làm việc. Đây là những kẻ chầu trực với con trai mình. Trong con cháu Kê-hát có Hê-man là kẻ nhã nhạc, con trai của Yô-ên. Yô-ên con trai của Sa-mu-ên. Sa-mu-ên con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Jê-rô-ham. Jê-rô-ham con trai của Eli-ên. Eli-ên con trai của Thô-a. Thô-a con trai của Su-phơ. Su-phơ con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Ma-hát. Ma-hát con trai của Amasai. Amasai con trai của En-ca-na. En-ca-na con trai của Yô-ên. Yô-ên con trai của Asaria.
Asaria con trai của Sophoni, Sophoni con trai của Tahath, Tahath con trai của Akshi, Akbi con trai của Ebiasaph, Ebiasaph con trai của Kore, Kore con trai của Yisheha, Yisheha con trai của Kehath, Kehath con trai của Levi, Levi con trai của Israel, Asaf anh em của Heman, chầu trực bên hữu người. Asaf là con trai của Berekia, Berekia con trai của Shimea, Shimea con trai của Mikael, Mikael con trai của Baseya, Baseya con trai của Mankiya, Mankiya con trai của Ekni, Ekni con trai của Sera, Sera con trai của Adaya, Adaya con trai của Ethan, Ethan con trai của Sima, Sima con trai của Shimei, Shimei con trai của Yahat, Yahat con trai của Gẹt-sôn, Gẹt-sôn con trai của Levi. Các con cháu của Merari, anh em của chúng, đều chầu trực bên tả là Ethan con trai của Kishi, Kishi con trai của Abdi, Abdi con trai của Maluk, Maluk con trai của Hashabia, Hashabia con trai của Amasia, Amasia con trai của Hinkia, Hinkia con trai của Amshi, Amshi con trai của Bani, Bani con trai của Sheme, Sheme con trai của Matli, Matli con trai của Mushi, Mushi con trai của Merari, Merari con trai của Levi. Các anh em chúng là những người Levi khác đều được cắt làm mọi việc trong đền tạm của Đức Chúa Trời. Aaron và các con trai người đều dâng của lễ hoặc trên bàn thờ về của lễ thiêu hay là trên bàn thờ sông hương, làm mọi việc ở nơi chí thánh và làm lễ chuộc tội cho Israel theo như mọi sự Môi-se đầy tớ Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Đây là dòng dõi của Aaron: Eleasa con trai của Aaron, Phinea con trai của Eleasa, Abishua con trai của Phinea, Buki con trai của Abishua, Uzi con trai của Buki, Serahiah con trai của Uzi, Merayot con trai của Serahiah, Amaria con trai của Merayot, Ahitub con trai của Amaria, Sadok con trai của Ahitub, Ahimaat con trai của Sadok. Này là nơi ở của con cháu Aaron tùy theo nơi đóng trại mình trong địa phận chúng. Họ hàng Kehát bắt thăm trước hết. Họ phân cấp cho chúng thành Hebron tại xứ Juda và các cõi bốn phía. Song đất ruộng và hương thôn của thành đều ban cho Caleb, con trai Jephune. Lại con cháu Aaron được những thành ẩn náu là Hebron, Libna và địa hạt nó, Yatia, Estemoa và địa hạt nó, Hilen và địa hạt nó, Debir và địa hạt nó, Asan và địa hạt nó, Bethshemet và địa hạt nó. Bởi từ chi phái Benjamin, họ được Geba và địa hạt nó, Alemet và địa hạt nó, Anatot và địa hạt nó. Các thành của chúng cộng lại được 13 cái tùy theo gia tộc họ. Con cháu Kehát còn lại bắt thăm mà được 10 thành trong nửa chi phái Manasseh. Con cháu Gẹt-sôn tùy theo họ hàng đều được 13 thành bởi trong chi phái Issachar, chi phái Asher, chi phái Nephtali và chi phái Manasseh tại đất Ba-san. Con cháu Merari tùy theo gia tộc họ đều bắt thăm mà được 12 thành bởi trong chi phái Ruben, chi phái Gác và chi phái Sa-bu-lôn. Dân Israel chia cấp cho người Lê-vi các thành ấy và địa hạt nó. Họ bắt thăm mà cho bởi trong chi phái Giu-đa, chi phái Simeon và chi phái Benjamin, những thành đã kể ở trên. Trong người Kehát có mấy nhà đã được những thành bởi trong chi phái Ephraim? Chúng được những thành ẩn náu là Shechem với địa hạt nó tại trên núi Ephraim, Gê-xê với địa hạt nó, Dốc-mê-am với địa hạt nó, Bết-hô-rôn với địa hạt nó, A-gia-lôn với địa hạt nó, Gác-rim-môn với địa hạt nó. Và bởi trong nửa chi phái Manasseh, họ được Ane với địa hạt nó, Bileam với địa hạt nó. Người ta chia cấp các thành ấy cho những người của dòng Kehát còn sót lại.
con cháu Gẹt-sôn bởi họ hàng của nửa chi phái Manase được Gô-lan ở đất Ba-sang với địa hạt nó, Ách-ta-rốt với địa hạt nó, bởi chi phái Isaka họ được Kê-đe với địa hạt nó, Đô-bê-rác với địa hạt nó, Ra-mốt với địa hạt nó, An-em với địa hạt nó. Bởi chi phái A-xe họ được Ma-san với địa hạt nó, Áp-đôn với địa hạt nó, Hu-cô với địa hạt nó, Rê-hốp với địa hạt nó. Bởi chi phái Nep-ta-li họ được Kê-đe trong Galilê với địa hạt nó, Ham-môn với địa hạt nó, Kiri-a-ta-im với địa hạt nó. Con cháu Merari còn sót lại bởi chi phái Sa-bu-lôn được Rimono với địa hạt nó, Tha-bô với địa hạt nó. Còn bên kia sông Giô-đanh về phía đông đối ngang Jericho bởi chi phái Ruben, họ được Bết-xe trong rừng với địa hạt nó, Gia-sa với địa hạt nó, Kê-đê-mốt với địa hạt nó, Mê-phát với địa hạt nó. Bởi chi phái Gác, họ được Ra-mốt ở đất Ga-la-át với địa hạt nó, Ma-ha-na-im với địa hạt nó, Hết-bôn với địa hạt nó, Gia-ê-xe với địa hạt nó. Chương 7. Con trai của Isaka là Thô-la, Phu-a, Gia-súp và Sim-rôn, 4 người. Con trai của Thô-la là U-si, Rê-pha-gia, Giê-ri-ên, Giác-mai, Giếp-sam và Sa-mu-ên, đều là trưởng trong tông tộc Thô-la và làm người anh hùng, mạnh dạn trong dòng dõi họ. Về đời David, số con cháu họ được 22.600 người. Con trai của U-si là Yit-ra-hia. Con trai của Yit-ra-hia là Mika-en, Obadia, Yo-en và Yishia. Cả cha con 5 người đều là trưởng tộc. Với họ có những đạo binh sẵn ra trận, cứ theo tông tộc và thế hệ của chúng. Số được 36.000 quân, bởi vì chúng có nhiều vợ và nhiều con. Lại anh em chúng trong dòng Isaka là những người anh hùng, mạnh dạn theo gia phổ, số được 87.000 tên. Con trai của Benjamin là Bela, Beke và Yediaen, 3 người. Con trai của Bela là Ekbon, Usi, Usien, Yerimot và Iri, 5 người. Thấy đều là trưởng tộc, người mạnh dạn, số con cháu họ theo gia phổ được 22.034 người. Con trai của Beke là Semira, Yoach, Eliese, Elioenai, Omri, Yeremot, Abia, Anatot và Alemet. Những kẻ ấy là con trai Beke. Họ đều là trưởng tộc và người mạnh dạn. Số con cháu họ theo gia phổ của chúng được 2.200 người. Con trai của Yediaen là Binhan. Con trai của Binhan là Yeúc, Benjamin, Ehud, Kenana, Sethan, Tareshi và Ahishaha. Những kẻ này là con trai của Yediaen đều là trưởng tộc, vốn người mạnh dạn. Trong con cháu chúng kẻ được ra trận số là 17.200 người. Lại có Subbim và Hobbim, con trai của Ire, Hushim con trai của Ahe. Con trai của Nephtali là Yashien, Guni, Yese và Salum, đều là con của bà Bila. Con trai của Manase là Adrien, mà hầu Aram của người sanh. Nàng cũng sanh Maki là tổ phụ của Galaad. Maki cưới em gái của Hobbim và Subbim, tên là Maaka mà làm vợ. Tên của con thứ là Selophat. Selophat sanh ra mấy con gái. Maaka, vợ của Maki, sanh được một đứa con trai đặt tên là Phê-rết. Tên của người em là Sê-rết. Sê-rết sanh ra U-lam và Ra-kem. Con trai của U-lam là Bê-đan. Ấy là con trai của Ga-la-át, cháu của Maki, chắc của Manase. Em gái của Ga-la-át là Ha-mô-lê-kết, sanh Y-sốt, Abi-e-se và Mác-la. Con trai của Shemida là Ahi-an, Shekem, Li-khi và Ani-am. Con trai của Ephraim là Su-tê-la. Con trai của Su-tê-la là Bere. Con trai của Bere là Ta-hát. Con trai của Ta-hát là Eleada. Con trai của Eleada là Ta-hát. Con trai của Ta-hát là Sa-bát. Con trai của Sa-bát là Su-tê-la, Ê-xê và Ê-lê-át.
chúng nó bị người đất Gác giết vì có xuống Gác đặng cướp súc vật của họ. Ê-phra-im, cha chúng nó, để tang lâu ngày và anh em người đều tới an ủi người. Đoạn, người ăn ở cùng vợ mình, nàng có thai, sanh được một đứa trai, đặt tên là Beria vì nhà người đã bị tai họa. Con gái người là Sê-ê-ra. Nàng xây Bết-hô-rôn trên và dưới cùng U-sên-sê-ê-ra. Lại người sanh Rê-pha. Rê-pha sanh Rê-sép và Tê-la. Tê-la sanh Ta-hang. Ta-hang sanh La-ê-đan. La-ê-đan sanh A-mi-hút. A-mi-hút sanh E-li-sa-ma. E-li-sa-ma sanh Nun. Và Nun sanh Giô-suê. Sản nghiệp và nơi ở của chúng là Bê-tên và các hương thôn nó, về phía đông là Na-a-rang và về phía tây là Gê-xê với các hương thôn nó. Lại có Si-chem và các hương thôn nó cho đến Ga-sa và các hương thôn nó. Gần bờ cõi chi phái Ma-na-xê có Bết-xê-an và các hương thôn nó, Ta-nát và các hương thôn nó, Mê-gi-đô và các hương thôn nó, Đô-rơ và các hương thôn nó. Con cháu Joseph, con trai Israel, đều ở tại những chỗ ấy. Con trai của Ashe là Yimna, Yitva, Yitvi, Beria, và Sera là em gái chúng nó. Con trai của Beria là Hebe và Mankien. Mankien là tổ phụ của Biết-sa-vít. Hebe sanh Giáp-phơ-lết, Sô-mê, Hô-tham, và Su-a là em gái của chúng nó. Con trai của Giác-phơ-lết là Pha-sát, Bim-hanh và A-vác. Đó là những con trai của Giác-phơ-lết. Con trai của Sê-mê là A-hi, Rô-hê-ga, Hu-ba và A-ram. Con trai của Hê-lem, anh em Sê-mê là Sô-pha, Yim-na, Sê-lết và A-man. Con trai của Sô-pha là Su-a, Hạc-nê-phê, Su-anh, Bê-ri, Yim-ra, Bết-xê, Hốt, Sama, Sinh-sa, Dít-rang và Bê-ê-ra. Con trai của Dê-the là Dê-phu-nê, Phít-ba và A-ra. Con trai của U-la là A-ra, Hani-ên và Ri-si-a. Những kẻ ấy đều là con cháu của A-xê, làm trưởng tộc, vốn là tinh binh và mạnh dạn, đứng đầu các quan tướng. Các người trong chúng hay chinh chiến, theo gia phổ, số được 26.000 tên. Chương 8. Benjamin sanh Bela, con trưởng nam. Thứ nhì là Ách-bên, thứ ba là Ạc-ra, thứ tư là Nô-ha và thứ năm là Ra-pha. Con trai của Bela là Ác-đa, Gê-ra, Abi-hút, Abi-sua, Na-a-mang, A-hoa, Gê-ra, Sê-phu-phan và Hu-ram. Đây là các con trai của Ê-hút. Những người ấy đều làm trưởng tộc của dân Gê-ba. Dân ấy bị bắt làm phu tù dẫn đến đất Ma-na-hát. Na-a-mang, A-hi-ya và Gê-ra đều bị bắt làm phu tù, và người sanh ra U-sa và A-hi-hút. Sa-ha-ra-im sanh con ở trong xứ Mô-áp sau khi để Hu-sim và Ba-ra, hai vợ người. Bởi Hô-đe vợ người thì sanh được Yô-báp, Si-bia, Mê-sa, Man-cam, Dê-út, Sô-kia và Mịt-ma. Những người này là con trai của người và đều làm trưởng tộc. Bởi bà Hu-sim, người sanh A-bi-túp và En-ba-anh. Con trai của En-ba-anh là Ê-bê, Mi-sê-am và Sê-mết. Người ấy xây thành Ô-nô và Lót với các hương thôn nó. Lại sanh Bê-ri-a và Sê-ma, hai người làm trưởng tộc của dân cư A-gia-lôn và đã đuổi dân thành Gác. Con trai của Bê-ri-a là A-hi-ô, Sa-sát, Giê-rê-mốt, Sê-ba-đia, A-rác, Ê-đê, Mi-ca-ên, Dít-pha và Dô-ha. Con trai của En-ba-anh là Sê-ba-đia, Mê-su-lam, Hi-ki, Hê-bê, Gít-mê-rai, Gít-lia và Dô-báp. Con trai của Si-mê-i là Gia-kim, Siết-ri, Sáp-đi, Ê-li-ê-nai, Si-lê-tai, Ê-li-ên, A-đa-ya, Bê-ra-ya và Sim-rác. Con trai của Sa-sát
là Gitbang, Ebe, Elien, Abdon, Siegri, Hanan, Hanania, Elam, Antotia, Gibdeya và Phenuen. Con trai của Jeroham là Samserai, Sheharia, Atalia, Yareshia, Eliya và Siegri. Những kẻ ấy làm trưởng tộc, đứng đầu trong dòng dõi của họ và ở tại thành Jerusalem. Tổ phụ của Gabaon ở tại Gabaon, tên vợ người là Maaka, con trưởng nam người là Abdon. Lại có Sanh, Surơ, Kích, Ba Anh, Nadab, Gedo, Ahio và Seke. Mít-lô, Sanh, Shimea, chúng cũng đồng ở cùng anh em mình tại Jerusalem đối mặt nhau. Nê-rơ, Sanh, Kích, Kích, Sanh, Sao-lơ, Sao-lơ, Sanh, Jonathan, Man-ki-shua, Abinadab và Ít-ba-anh. Con trai của Jonathan là Meri-ba-anh, Meri-ba-anh, Sanh, Mika. Con trai của Mika là Phi-thôn, Melek, Tarea và A-cha. A-cha, Sanh, Jeho-ada, Jeho-ada, Sanh, Alemet, Ác-ma-vết và Simri. Simri, Sanh, Một-sa, Một-sa, Sanh, Binea. Con trai của Binea là Rapha, Rapha, Sanh, Eleasa, Eleasa, Sanh, A-sen. A-sen có 6 con trai, tên là Ariham, Bốc-ru, Ít-ma-en, She-a-ria, Obadia và Hanan. Hết thảy những người ấy đều là con trai của A-sen. Con trai E-sết, anh em của A-sen là U-lam, con trưởng nam, Dê-úc thứ nhì và thứ ba là Eli-phê-lết. Con trai của U-lam đều là anh hùng, mạnh dạng, có tài bắn giỏi. Chúng có con và cháu rất đông, số là 150 người. Hết thảy người này đều là con cháu của Benjamin. Chương 19. Trong khi Apollo ở thành Corinto, Phaolô đã đi khắp những miền trên rồi xuống thành Epheso, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: "Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?" Trả lời rằng: "Chúng tôi cũng chưa nghe có Đức Thánh Linh nào." Người lại hỏi: "Vậy thì anh em đã chịu phép báp têm nào?" Trả lời rằng: "Phép báp têm của Giăng." Phaolô bèn nói rằng: "Giăng đã làm phép báp têm về sự ăn năn tội mà truyền dân phải tin đấng sẽ đến sau mình, nghĩa là tin theo Đức Chúa Giêsu." Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn chịu phép báp têm nhân danh Đức Chúa Giêsu. Sau khi Phaolô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri, cộng hết thảy độ 12 người. Phaolô vào nhà hội và trong 3 tháng giảng luận một cách dạng dĩ ở đó, giải bày những điều về nước Đức Chúa Trời mà khuyên dỗ các kẻ nghe mình. Song vì có mấy người cứng lòng, từ chối không tin, dèm chê đạo Chúa trước mặt dân chúng, thì người phân rẽ họ mà nhóm các môn đồ riêng ra và dạy dỗ hằng ngày trong trường học Tyrannu. Việc đó cứ luôn 2 năm, đến nỗi mọi người ở trong cõi A-si, hoặc người Giu-đa hay là người Grec, đều nghe đạo Chúa. Đức Chúa Trời lại dùng tay Phao-lô làm các phép lạ khác thường, đến nỗi người ta lấy khăn và áo đã bận vào mình người mà để trên các kẻ đau yếu, thì họ được lành bệnh và được cứu khỏi quỷ dữ. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Giu-đa đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng: "Ta nhân Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phao-lô giảng để truyền khiến chúng bay." Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. Song quỷ dữ đáp lại rằng: "Ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào?" Người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà. Phàm người Giu-đa và người Grec nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp, đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó
cộng là 5 muôn đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra càng ngày càng được hắn. Các việc đó rồi, Phao-lô toan đi ngang qua xứ Macedon và xứ Ai Chai đặng đến thành Jerusalem. Người nói rằng, khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Người bèn sai hai người giúp đỡ mình là Timôthê và Erát sang xứ Macedon. Song chính người còn ở lại trong cõi Asia ít lâu nữa. Lúc đó, có sự loạn lớn sinh ra vì cớ đạo tin lành. Một người thợ bạc kia tên là Demetrius, vốn dùng bạc làm khám nữ thần Diana, xin nhiều lợi cho thợ làm công, bèn nhóm những thợ đó và kẻ đồng nghiệp lại mà nói rằng: Hỡi bạn ta, các ngươi biết sự thạnh lợi chúng ta sanh bởi nghề này. Các ngươi lại thấy và nghe nói, không những tại thành Epheso thôi, gần suốt hết cõi Asi nữa rằng, tên Phao-lô này đã khuyên dỗ và trở lòng nhiều người, mà nói rằng các thần bởi tay người ta làm ra chẳng phải là Chúa. Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp mình phải bị dèm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Diana bị khinh dễ nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi Asi cùng cả thế giới đều tôn kính chăng. Chúng nghe bấy nhiêu lời, bèn nổi giận lắm, cất tiếng kêu rằng: Lớn thay là nữ thần Diana của người Epheso. Cả thành thảy đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gaius, Aristarch là người Macedon, bạn đồng đi với Phao-lô. Phao-lô muốn chính mình ra mặt trước dân chúng nhưng môn đồ chẳng cho. Cũng có mấy quan lớn xứ A-si là bạn hữu người, sai đến xin người chớ đi tới rạp hát. Người thì reo lên thể này, kẻ thì la lên thể khác, vì trong hội om sòm, phần nhiều người cũng không biết vì cớ nào mình nhóm lại. Chúng bèn kéo Alexander từ trong đám đông ra, và người Giu-đa xô người ra đứng trước. Người bèn lấy tay ra dấu, muốn nói cùng dân chúng để binh vực bọn mình. Nhưng vừa khi đoàn dân nhận người là người Giu-đa, thì kêu rập lên ước trong 2 giờ rằng: Lớn thay là nữ thần Diana của người Epheso. Bây giờ có người thơ ký thành phố dẹp yên đoàn dân nói rằng: Hỡi người Epheso, há có ai chẳng biết thành Epheso là kẻ canh giữ đền thờ nữ thần lớn Diana và tượng thần ấy đã từ trên trời giáng xuống sao? Bởi điều đó thật chối cãi chẳng nổi, nên các ngươi khá ở yên, đừng làm sự gì vội vã. Vì những tên mà các ngươi đã kéo đến đây chẳng phải mắc tội hoặc phạm đến của thánh hay là lộng ngôn với nữ thần chúng ta đâu. Vậy nếu Demetrius và các thợ làm công ở với người có cần kiện cáo ai, thì đã có ngày xử đoán và quan trấn thủ mặc họ kiện cáo nhau. Ví bằng các ngươi có nài việc khác nữa, thì khác quyết định việc đó trong hội đồng theo phép, vì e cho chúng ta bị hạch về sự dấy loạn xảy ra ngày hôm nay, không thể tìm lẽ nào để binh vực sự nhóm họp này. Người nói bấy nhiêu lời, bèn cho chúng về. Thi Thiên 128. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước, may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán,
tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.